Vậy nó nóng bình thường nhưng mà sợ nóng này. Ủa, chứ hồi nãy anh Trinh kêu em quay mà. Em kêu là nhân viên em hành sao? Để đó được mai lấy. Thôi để đây mà lại quay nha. Chứ không để ngăn đông, để ngăn đông. Cô nên đi lần đầu hồi sao rồi. Mẹ dẫn đi đó. Thôi nên mấy đứa mấy giờ đi. Dạ xong rồi đấy. Mà cái chị đó yeah. Cái đó là cái chị kiểu như là đi hội âm nhạc gì kìa. Sân khấu rồi đó. Nhưng mà ý là đi chơi tài trợ đó. Tiger tài trợ DJ rồi đó chị kìa. Mia em đồ về đó hả? Dạ Mia về hồi chiều rồi. Ủa chắc tóc tiền quá. Như hồi 4 giờ á. Thiền đứng bay lên sân khấu rồi. Trời ơi, hiền ơi, hiền tóc hiền quay nha. Này mới vui gì. Đây có ai mới vui. Trinh không đi được gì. Trên đứng qua đụng sân trà mà ông làm tao không cháy ở nhà đi. Nhà này ông đổ dao hay lưỡi rồi. Ông còn ông đổ dao hay lưỡi. Thì bóng thì chứ. Ông đi ngang qua cửa hàng chị ông phay cái mà nhảy vô nhà mà lấy. Có trúng vậy? Trúng cái đùi bả rồi. Ác kìa. Không có bán đâu. Lỗi chặt nó được đó. Con ác kìa trời. Ác. Ra hỏi con mang nó cũng mất nha. Gọi công an bắt đi chứ. Điện kêu quay phim lại kỳ kỳ lúc có hai đối tượng như đây này, đi rồi. Hai đối tượng đúng không? Hay có đối tượng như đây này. Ông giống cái đồ luôn trời. Ông giống cái gì?
Ông mới cái gì mà hai đứa tiện. Ông nói ông gặp em thôi, em xin em lại em xin. Đi mua bún cậu mua quay bánh mì là biết đâu. Quay bánh mì luôn thiệt, em con đi mua bánh mì luôn. Đi đường thấy có công cầm cái bao với tưởng tượng. Tâm thần lỡ làm chi ghi họ chứ chờ. Mà không có làm chi mình thì cũng chẳng ai chịu trách nhiệm hết, vì cũng bị tâm thần mà. Mày lấy cái súng giả ra mày kêu, mày nó nghe người ta bán. Còn ngày nay có lúc nó ngon trên không ta? À không. Biết rằng không? Ta đang làm cho khách cung nhắn lên. Chị ơi, chị có cái ông nữa. Ban đầu không làm có cái ông nữa. Ông nằm trước chỗ nhà mình chị ơi. Ta tưởng một chuyện gì. Ông nói ông say say, ông nằm ngay chỗ cái cửa mình luôn. Trời ơi, nằm mà ai vô ông sẵn luôn. Thì chị phải nói ăn hiền đi, đi đi kiếm người nhà ổng, lâu rồi ổng về cho ra. Ai cũng sợ ấy. Mà ta tưởng một cái ông mà đi chém mì ổng ra tới đây này chứ. Ta kêu cái này mới ngày 2 tháng 7 chứ mấy. Chú ông ở nhà, có chú biết không? Chú biết nhà mua thì con đi kiếm người thân của ông. Chồng chị à? Chắc ông về. Mấy ông thì tưởng người tầm bậy tầm bạ tới chứ. Sao mình? Cái má mắt vô, cái má như nó đi liền á. Cái mấy ông nó qua, ủa anh Hiền? Nó nằm ở đây, anh về nhà, nó nằm trong mát, nó nằm chi ở đây nữa anh. Anh Hiền à? Anh Hiền, có anh Hiền đây nữa nè. Hiền anh đi đó. Anh Hiền, anh Hiền. Anh Hiền đó, đúng rồi anh Hiền. Cái bà nó vào đâu, vợ lâu rồi, lâu lâu về được. Nặng lắm. Nặng lắm, đi nữa. Đợi gì cũng đợi gì cũng vậy. Tự đi. Mới sáng đi, rồi. Trưa nắng á. Chiều chiều. Chị chụp bác, nhăn cũng chụp bác. Sau đó ăn Hà và đang Hiền nè. Hiền đó. Tông. Kéo Phúc nè. À, bởi ta chị hỏi em mấy ngày nay có bị té không? Có vậy mà té gì? Đau quá em, ráng suy nghĩ nhiều quá. Đây là chưa đau đâu. Đi lần đầu. Nhiều đi chứ con đi lần hai nè. Đỡ rồi. Đi qua Gia Liễu mà bà nhớ chỉ qua. Chỉ qua đây hả? Ai giới thiệu qua đó. Nói nữa là đi Gia Liễu. À à, tưởng mà bên Gia Liễu chỉ qua đây. Thấy thầu.
Gia liễu đang hết nữa, mùa này gia liễu khó hết lá. Tại chịu nó phải chịu hơi yếu rồi.